Hi, xin chào tất cả các bạn. Mình là Kiều Huệ, sinh viên khóa 1 năm 3 của trường học doanh nghiệp EDX. Với buổi học hôm trước, bọn mình được học bộ môn đó là phát triển thương hiệu và bọn mình được học về cái vấn đề là sinh tồn, để làm sao một doanh nghiệp tồn tại, sản phẩm họ là gì. Thì thầy có yêu cầu bọn mình chuẩn bị bài tập về nhà buổi trước, hôm sau, ngày mai để học ấy ạ. Đó là nêu ra các vị trí công việc và các nhiệm vụ, các công việc đấy, vị trí đấy. Thì mình đã tìm hiểu và có một list danh sách ở trên tay mình. Đây, có một list danh sách nó về các vị trí và các công việc, các vị trí và các công việc của trong một doanh nghiệp. Thứ nhất đó là mình sẽ tổng hợp về vị trí các công việc trong công ty. Nó là có mức cơ bản, mỗi một công ty nó đều phải có những cái vị trí như vậy. Thứ nhất đó là bộ phận kinh doanh. Thì chúng ta biết rằng là hiện nay bộ phận kinh doanh bất kỳ một công ty nào đều phải có. Và đây là bộ phận tạo ra doanh thu, nguồn thu nhập cho công ty, và là cầu nối giữa khách hàng và công ty mình. Làm sao để khách hàng có niềm tin và lắng nghe các ý kiến của khách hàng, làm sao để biết rằng khách hàng mong muốn điều gì. Và đây cũng là một bộ phận cực kỳ quan trọng, và yêu cầu của nhân sự ở trong bộ phận này cũng quá là khắt khe, cũng gọi là hơi khắt khe một chút. Và chúng ta cũng biết rằng là hiện nay vị trí công việc này, các công ty trên thế giới và Việt Nam nói riêng đều là đang thiếu nhân sự rất là nhiều, rất là trầm trọng. Và yêu cầu nhân sự ở công ty này thì yêu cầu như thế nào? Đó là phải biết lắng nghe khách hàng, phải biết lắng nghe và cần cù, hiểu một cách gọi là cần cù, và phải trung thành với công ty, và biết giới thiệu sản phẩm của công ty mình với cho khách hàng, và phải biết, tiếp theo là phải biết tìm kiếm được nguồn khách hàng tiềm năng cho công ty và cho sản phẩm mới, phải biết giữ chân khách hàng cho công ty mình, giữ cho khách hàng, đó là giữ khách hàng đã mua rồi ấy, phải giữ làm sao để họ mua được lại sản phẩm, mua lại những sản phẩm của công ty mình, dịch vụ của công ty mình. Làm như thế nào thì bộ phận này phải có một bộ phận khác nhỏ bên trong đó, là bộ phận chăm sóc khách hàng. Thì cái này mình sẽ không nói vì mỗi công ty nó sẽ khác nhau, và mình đang nói về tổng quát của một công ty mà thôi. Tiếp theo đến đó là bộ phận kỹ thuật sản xuất. Thì bất kỳ một công ty nào cũng vậy, muốn có một sản phẩm hoạt động trên thị trường hoặc là một dịch vụ thì đều phải có bộ phận kỹ thuật hoặc là bộ phận sản xuất. Bộ phận này nhằm mục đích là tạo ra sản phẩm dịch vụ để công ty để duy trì công ty. Và bộ phận này phải có chức năng đó là tìm hiểu, nghiên cứu những sản phẩm dịch vụ làm sao phù hợp với người tiêu dùng để có một lợi ích cho người tiêu dùng để mang ra thị trường. Và bộ phận này phải có những cái nhân sự cốt lõi và nhân sự trung thành. Tiếp theo là bộ phận kế toán. Bộ phận này cực kỳ quan trọng, bất kỳ một công ty nào đều phải có, không có kế toán chắc chắn không tồn tại được. Và bộ phận này là bộ phận liên quan tài chính, liên quan giấy tờ, làm sao để duy trì được hệ thống công ty, làm sao để biết lỗ lãi của công ty như thế nào. Và tiếp theo là cái bộ phận này phải là bộ phận cực kỳ trung thành và cần cù, và cực kỳ phải biết chịu được áp lực, vì bộ phận này cực kỳ áp lực vì họ liên quan rất nhiều đến tiền nong, từ lỗ lãi, từ vân vân và vân vân rất là nhiều. Tiếp theo đó là bộ phận hành chính nhân sự. Thì bộ phận này là gì? Bộ phận này có một vị trí cực quan trọng, cốt lõi đó là bộ phận tạo ra nhân sự trung thành, tạo ra các nhân sự cốt yếu và là người giữ chân nhân sự ở lại trong công ty. Đó là nhân, có hiểu một cách đơn giản là lao động, là người tuyển nhân sự vào và là người đánh giá nhân sự, làm sao để họ là để biết rằng họ có tốt, làm tốt công việc hay không, có nên thăng tiến công việc cho họ hay không. Đây là bộ phận cực kỳ quan trọng. Nếu không có bộ phận này chắc chắn là không thể tồn tại được, vì một doanh nghiệp phải có nhân sự, phải có lao động, không có lao động chắc chắn sẽ không tồn tại được.
Tiếp theo đó là bộ phận rà soát, đó là bộ phận kiểm soát chất lượng. Bộ phận này giúp mục đích gì? Đó là bộ phận này phải có liên kết với bộ phận kỹ thuật, bộ phận sản xuất. Đó là khi muốn đưa một sản phẩm, một dịch vụ nào ra ngoài thị trường phải qua bộ phận này để kiểm soát xem sản phẩm đã đạt chỉ tiêu, những yêu cầu khi hoặc là yêu cầu và kế hoạch khi đưa ra hay chưa. Và bộ phận này nhằm mục đích đó là giúp làm sao giảm tối thiểu những cái xảy ra cho khách hàng, những cái không hay, những cái rủi ro cho khách hàng, và giúp công ty ta phát triển hơn. Công ty nếu mà bị nhiều phốt hay là ít phốt đều phải phụ thuộc khá là nhiều vào bộ phận này. Bộ phận này làm tốt thì chắc chắn công ty để phát triển là mạnh. Tiếp theo đó đến chúng ta tiếp theo đến đó là cái phần các vị trí công việc ở trong công ty. Đó là thứ nhất, đó là giám đốc điều hành, đó là CEO. Thì cái người này có vị trí gì? Người này sẽ nắm một vị trí, đó là người điều hành, người lớn nhất, có nhiều quyền năng nhất của một công ty, người dẫn dắt mọi kế hoạch, đưa mọi kế hoạch, và người đi đầu để kế hoạch phát nó đi theo một cái lộ trình như mà hội đồng quản trị đã đề ra. Và cái bộ phận này, nhân sự này, vị trí này phải yêu cầu là cái kỹ năng kiến thức của họ cực kỳ sâu và rộng, phải thật là nhiều ở trên mọi lĩnh vực kinh doanh, họ phải biết và phải nắm được. Và cái vị trí này có thể cùng một người, đó là hội đồng quản trị kinh doanh, đó là đó là có thể nói là hội đồng quản trị, chủ tịch chẳng hạn, vậy chủ tịch tập đoàn hay hoặc là chủ tịch hội đồng quản trị có thể là một người, nhưng mà một số công ty lớn thì họ sẽ tách ra thành hai người, và hai người này phải có một sự liên kết thân mật chặt chẽ với nhau để giúp công ty phát triển. Tiếp theo đó đến bộ phận thứ hai, đó là giám đốc tài chính. Giám đốc tài chính cũng giống như là cái bộ phận tài chính vừa nãy, bộ phận kế toán, là người kiểm soát giấy tờ tiền nong của một công ty, lỗ lãi ra sao, và người này sẽ tư vấn, cố vấn cho giám đốc điều hành để tìm hướng đi phát triển cho công ty, và làm sao để họ biết rằng là họ phải suy nghĩ tính toán làm sao giảm tối thiểu vấn đề rủi ro và lỗ lãi của công ty ra. Tiếp theo đó là bộ và giám đốc marketing. Giám đốc marketing hiểu cách đơn giản là cũng giống như là bộ phận truyền thông ấy, là giám đốc marketing. Giám đốc marketing có nhiệm vụ đó là nắm tất cả các thông tin về sản phẩm, truyền bá lại thông tin sản phẩm cho các nhân sự bộ phận kinh doanh để bộ phận kinh doanh triển khai hoặc bán ra thị trường. Giám đốc marketing là giám đốc, là một bộ phận đưa tìm kiếm nguồn khách hàng về, tìm kiếm khách hàng và lọc các khách hàng tiềm năng về cho công ty, là người PR sản phẩm của công ty chúng ta đến bên ngoài, đến các khách hàng, đến thị trường. Tiếp theo đó là giám đốc pháp chế. Giám đốc pháp chế này sẽ phổ biến với những công ty vừa và lớn, thì giám đốc này nó liên quan đến 100% là pháp luật, là người giải quyết tất cả các cái vấn đề pháp luật của công ty liên quan đến công ty chúng ta, và là người cố vấn cho giám đốc điều hành để làm sao biết rằng là công ty chúng ta đang gặp vấn đề gì liên quan đến pháp lý hay không, cũng như rằng là người phải nắm bắt xu hướng và là người biết tất cả, nắm bắt tất cả những cái thông tin mới về pháp luật liên quan đến doanh nghiệp để cố vấn cho giám đốc điều hành. Tiếp theo đó là giám đốc vận hành. Nghe rất là khó hiểu em, nhưng chúng ta hiểu cách đơn giản. Giám đốc vận hành là ví dụ như giám đốc điều hành là tổng giám đốc chẳng hạn, thì giám đốc điều hành là phó giám đốc, là người đắc lực, cánh tay phải của giám đốc điều hành. Người này sẽ làm việc trực tiếp với tất cả các giám đốc marketing, giám đốc tài chính hay giám đốc pháp lý, vân 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 vân, tất cả làm việc với họ, và để thông qua giám đốc này để lên được giám đốc điều hành. Người sẽ giải quyết tất cả các vấn đề thông qua họ trước,
thông qua giám đốc thông qua giám đốc vận hành ngày trước, rồi mới đến giám đốc, rồi mới được lên giám đốc, có thông qua giám đốc này xong rồi được đến tay giám đốc điều hành. Đấy là những cái gì mà mình nghiên cứu và tìm hiểu trước để buổi học hôm sau mình có thể thuyết trình và giải đáp với những câu hỏi của thầy. Và mình rất là mong đợi buổi học ngày hôm sau, và mình cũng mong rằng các bạn cũng giống mình là vui vẻ chào đón buổi học hôm sau, học những cái gì và liên quan gì đến bộ phận này, liên quan gì đến công việc này, liên quan gì đến những gì của mình nói trong ngày hôm nay, và nó có mối liên kết gì với buổi học hôm trước, là buổi học liên quan đến là sinh tồn của một công ty, một doanh nghiệp. Và mình mong rằng mọi người giống mình chờ đợi buổi học hôm sau và mình sẽ thuyết trình lại với các bạn. Và rất vui cảm ơn các bạn đã xem lắng nghe cuối video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.